Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc, bình an quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước những gì sẽ xảy ra với mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần thì chắc chắn quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi của mình, và đặc biệt trong video ngày hôm nay đó là Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm 2022 Nhâm Dần. Đây là phương pháp chính xác, khoa học và lý giải. Đây chính là phương pháp rất chính xác, khoa học và lý giải cặn kẽ và logic nhất về vận hạn của con người. Ngoài việc xem cho mình, bạn cũng sẽ nắm được vận hạn của bạn bè và người thân. Khi mà xem tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này, bạn sẽ nắm được cuộc sống của chính mình về các mặt như là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì sẽ giúp cho bạn có được những bước đi vững chắc trong tương lai của chính mình. Và sau đây sẽ là phần luận giải lá số tử vi của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nữ mạng trong năm 2022 của Thầy Gia Cát. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để nắm bắt được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình cũng như là những phương pháp hóa giải giúp cho quý vị có thể tăng cường tài lộc, sức khỏe cũng như là gia đạo. Nào, ngay sau đây xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 năm 2022 nữ mạng, cơ hội thoát ế. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 như thế nào? Con đường tài lộc của những người Tân Mùi trong năm 1991, năm 2022 Nhâm Dần tương đối ổn định. Những người này chuẩn bị bước sang tuổi 31. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng như thế nào? Con đường tài lộc của những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm 2022 Nhâm Dần tương đối ổn định. Những người này chuẩn bị bước sang tuổi 31. Trong năm Nhâm Dần, bản mệnh được các tinh chiếu mệnh nên về cơ bản thì cuộc sống tương đối ổn định, suôn sẻ, nhất là về sự nghiệp. Các mối quan hệ tiếp xúc không ngừng mang đến cho họ ngạc nhiên và cả sự may mắn. Nhưng cũng trong năm này, những người tuổi Mùi cũng có sao hung tinh xâm phạm, ảnh hưởng chủ yếu đến sức khỏe và tài lộc. Vì vậy, con giáp này nên chú ý hơn nữa để tránh bị các sao hung tinh phá hoại ở hai phương diện này bạn nhé. Nếu như bạn không muốn để cho tài sản của mình giảm đi. Hơn nữa, vừa thoát khỏi hạn xung thái tuế năm 2021, nên trong năm 2022 này, người tuổi Tân Mùi cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước có in hình quan hành khiển năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau vẽ linh phù thái tuế, mang theo kim bài thái tuế bên mình để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm 2022 được may mắn và bình an. Sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng. Vận trình sự nghiệp của những người này tương đối lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh nguyệt đức, những người tuổi Mùi 31 tuổi có cơ hội việc làm tăng lên trong năm Dần. Bạn có thể thường xuyên được cử đi công tác như một mục tiêu đào tạo trọng tâm của công ty. Nên những người tuổi Tân Mùi tuyệt đối không được vụt mất cơ hội này. Bản mệnh phải thể hiện thật tốt bản thân, nỗ lực phấn đấu để có thể nhân cơ hội này mà sử dụng tài năng của mình. Chỉ có như vậy thì những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mới mong được thăng quan tiến chức, bứt phá phát triển sự nghiệp trong năm Dần. Tài lộc, vận trình tài lộc của những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tương đối bình thường. Trong năm Nhâm Dần 2022, bị sao hung tinh tiểu háo cản trở, cho nên tuy thu nhập và tài lộc của con giáp này tăng lên, có điều trong năm nay bản mệnh phải khống chế được việc tiêu quá nhiều trong cuộc sống. Đặc biệt, những người tuổi Mùi đi làm ăn ở nơi khác chắc chắn sẽ phải chi trả sinh hoạt phí rất cao. Vì vậy, để tránh tài lộc của bản thân bị sụt giảm nghiêm trọng, những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cũng nên ghi chép lại thu chi hàng ngày, nắm chắc cân đối thu chi. Ngày thường chi tiêu càng ít càng tốt để tránh tiền mất tật mang quá nhiều. Bên cạnh đó, để tăng cường may mắn trên con đường tài lộc và sự nghiệp, những gia chủ tuổi Tân Mùi cũng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật,
sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp khai mở cung tài lộc, kích hoạt con đường quan vận và sự nghiệp được hanh thông bền vững. Sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng cho biết sức khỏe là vấn đề đáng lo ngại nhất của những người này trong năm Dần, bị ảnh hưởng bởi hung tinh tử phù. Những người cầm tinh con dê năm nay gặp nhiều tai nạn đáng tiếc, đặc biệt là những người tuổi Mùi sống xa nhà nên cẩn thận kẻo gặp gỡ những tai nạn không đáng xảy ra. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý và thận trọng hơn nữa trong cuộc sống, luôn đề cao cảnh giác. Những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 đừng để các sao hung tinh hung hiểm có cơ hội. Ngoài ra, bạn cũng nên rèn luyện thân thể, đừng quá lười biếng, nếu không bạn sẽ rất dễ bị ốm. Tình cảm. Vào năm 2022, nhân duyên của những người tuổi Mùi khá lý tưởng. Với sự trợ giúp của gia an, Mùi cát tinh trợ giúp nên mối quan hệ của những người cầm tinh con dê được nâng lên rất nhiều. Bản mệnh thường được người khác ưu ái chào đón trong cuộc sống nên mạng lưới phát triển ngày càng tốt. Thậm chí, người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 còn có cơ hội làm quen với những người bạn mới. Những người tuổi Mùi sinh năm 1991 đang có những người bạn cùng chung chí hướng. Đồng thời, đối với những người nhút nhát thì năm Dần cũng là năm quan trọng để bạn gặp gỡ bạn bè mới và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Bởi vậy, những người cầm tinh con dê cần phải chủ động ra ngoài, giúp đỡ mọi người và hiểu biết thêm về bản thân. Bản mệnh nên kết bạn nhiều hơn và phát triển các mối quan hệ xã hội. Trong năm 2022 nhâm dần, để cho vận trình tình cảm được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây chính là pháp khí phong thủy, kích hoạt nhân duyên, tăng cường sức khỏe, hòa hợp mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp cho quý vị được tương trợ, thúc đẩy vận trình của năm được hanh thông thuận lợi. Hung cát. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình của những người này tương đối lạc quan và may mắn trong năm Dần. Tại thời điểm này, vận thế của bạn phạm thái tuế và có tài sát nên đường tài lộc của những người tuổi Mùi có thể bất ngờ gặp tai họa. Đồng thời, trong năm nhâm dần năm 2022, các sao cát tinh Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Gia An mang lại cho người tuổi Tân Mùi may mắn, phúc khí dồi dào. Năm nay chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì không cần phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Về phần hung tinh, hãy cẩn thận để tránh ảnh hưởng của tử phù và tiểu háo đến sức khỏe và tài lộc của mình. Chỉ cần những người cầm tinh con dê sinh năm 1991 giữ được tinh thần cảnh giác, về cơ bản sẽ không xảy ra những tình huống quá xấu. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, tổng thể đường tài lộc của người tuổi Mùi 31 tuổi trong tháng này vẫn tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội của mùa lễ hội mùa xuân, người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh bạn là nguồn năng lượng tích cực khiến cho bản mệnh làm gì cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đặc biệt, trong những ngày Tết Nguyên đán, bạn có thể gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tháng đầu tiên cũng là một tháng may mắn đối với người cầm tinh con dê. Bản mệnh có thể mong muốn được thảnh thơi và tận hưởng mọi niềm vui trong tháng này. Tháng 2, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng cho biết những người cầm tinh con dê có vận trình khá vượng trong tháng 2 này. Về cơ bản mệnh không gặp các bệnh tật cũng như là gây khó chịu về vấn đề nào đó. Không chỉ vậy, dưới sự chăm sóc và bảo vệ của cát tinh, một số người tuổi Tân Mùi có sức khỏe kém cũng có thể cải thiện rất nhiều sức khỏe trong tháng này, tinh thần của bạn cũng trở nên tốt hơn và thoải mái hơn. Tháng 3, năm 2022, vận đào hoa của người cầm tinh con dê trong tháng này khá tốt. Với sự trợ giúp của sao Thiên Hỷ, một số người tuổi Tân Mùi thuộc con giáp có vận đào hoa rực rỡ trong tháng này, bản mệnh thường được người khác ưu ái theo đuổi. Chỉ tiếc rằng, những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 quá nhút nhát và không dám bày tỏ tình cảm của mình, nên đôi khi họ đã bỏ lỡ những cuộc hôn nhân tốt đẹp một cách vô ích. Vì vậy, con giáp này nên học cách mạnh dạn, nếu được người khác thích mình thì hãy chủ động, vẫn có thể còn có cơ hội thành công. Tháng 4, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tân Mùi có phần sa sút trong tháng này.
Bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp và ảnh hưởng của các hung tinh, một số nhân viên văn phòng tháng này làm việc không tốt cho lắm, làm việc gì cũng yếu kém và sa sút. Điều này khiến cho công việc trở nên trở ngại, cản trở sự nghiệp. Vì vậy, người cầm tinh con dê nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người lớn tuổi có kinh nghiệm để được giúp đỡ tiếp tục phát triển sự nghiệp của bạn ngày càng sớm càng tốt. Tháng 5, trong năm 2022, sự phát triển của các mối quan hệ giữa cá nhân với người sinh năm 1991 khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh, sự nổi tiếng của một số người cầm tinh con dê đã tăng lên đáng kể. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình trong tháng này. Bạn có thể làm quen với một số người thông qua một số người bạn cũ trong quá khứ, đặc biệt là những người tuổi Mùi làm nghề dệt vải. Vận may giữa các cá nhân rất mạnh trong tháng này. Nếu người cầm tinh con dê sinh năm 1991 biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì bạn không chỉ có thể có thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân mà còn mở đường cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tháng 6, tình hình sức khỏe của những người tuổi Mùi sinh năm 1991 trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá hoại, con giáp 31 tuổi có thể bị hôn mê say nắng do không chịu nổi ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trong tháng này. Một số người sức khỏe không tốt còn bị mất nước trầm trọng, thậm chí bị sốc do không chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống say nắng và bổ sung nước kịp thời khi đi ra ngoài. Vì vậy, đối với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 tử phù rất mạnh trong tháng này, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm, đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt, kẻo bản thân gặp xui xẻo. Tháng 7, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình tài lộc của con giáp này trong tháng 7 âm có thể bị cản trở. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu háo, những người tuổi dê có thể gặp một số chuyện hao tốn tiền của hoặc là bị thâm hụt trầm trọng trong tháng cô hồn. Đặc biệt, một số người tuổi Tân Mùi trong năm Dần có liên quan đến đầu tư tài chính. Bạn có thể bị mất tiền do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng trong tháng này. Vì vậy, người tuổi Mùi nên chú ý quản lý tài chính hơn nữa trong tháng 7 âm lịch. Nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư thì cố gắng không tham gia càng nhiều càng tốt, kẻo gây ra tổn thất nặng nề. Tháng 8, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Mùi sinh năm 1991 thăng hoa vào tháng 8 năm Dần. Với sự giúp đỡ của các tinh Nguyệt Đức, những người 31 tuổi cầm tinh con dê có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể trong tháng này. Bản mệnh thường có được cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình ở nơi làm việc. Vì vậy, người tuổi Tân Mùi phải nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Tháng 9, vận đào hoa của những người sinh năm 1991 tuổi Mùi cũng rất mạnh trong tháng này. Đối với những người độc thân, vận đào hoa nở rộ trong tháng này là thời điểm tốt nhất để thoát khỏi kiếp FA. Nhưng đối với những người đã có mục tiêu, vận may tình cảm của bạn không mấy lạc quan. Nguyên nhân chính là do vận đào hoa quá vượng trong tháng này có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Điều này đôi khi dẫn đến đôi bên bị ghẻ lạnh hoặc nghi ngờ vì một số lời đàm tiếu và nó có thể nảy sinh nhiều rạn nứt tình cảm. Tháng 10, tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, năm 2022 nữ mạng cho hay tổng thể tài lộc của những người tuổi Tân Mùi ở mức trung bình trong tháng 10. Vận thế của hầu hết những người cầm tinh con dê về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Tuy nhiên, dù tài lộc quá ổn định, nhưng bản mệnh cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Tháng 11, năm 2022, vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong tháng này có phần khởi sắc. Với sự trợ giúp của ngôi sao Mộc Đức, những người tuổi Mùi sinh năm 1991 trong tháng này tiền bạc rủng rỉnh. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của những người đi trước, đồng thời những người tuổi Tân Mùi cũng làm ra được tiền, do đó có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận tiền bạc tại thời điểm này. Tháng 12, sự an toàn cá nhân của những người tuổi Tân Mùi trong tháng cuối năm Dần có thể thay đổi. Do được nghỉ cuối năm nên một số người tuổi cầm tinh con dê thích ăn chơi, có thể đi du lịch cùng bạn bè. Nhưng xét cho cùng thì cuối năm, lượng người đi du lịch tăng cao. Người tuổi Mùi sẽ có một sự can thiệp của sao tử phù trong tháng này. Vì vậy có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, bạn nên cẩn thận vẫn hơn.
Nếu muốn đi chơi, hãy cố gắng đến những nơi gần nhà, ít người qua lại, không những giảm được rủi ro mà bạn còn có thể tận hưởng thời gian yên bình, nhàn nhã. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, mỗi vận hạn của mỗi người thì sẽ khác nhau. Và chính vì vậy mà chúng ta phải nắm bắt được tử vi của mình và từ đó có những phương pháp cũng như là có cách ứng phó kịp thời. Chúc quý vị sẽ trăm trận, trăm thắng trong năm 2022, giàu có và thành công quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian để đón xem chương trình của chúng tôi cũng như là đồng hành cùng với kênh trong suốt thời gian vừa qua.